Marie Magdalene người tình, vợ không công khai của Giê-xu. Khi đọc Kinh Sách Tân Ước của người Cơ Đốc giáo, chúng ta rất ít nghe được các môn đồ của Giê-xu nói về người nữ. Chỉ có một vài người nữ mà giáo hội này hay khai thác và nói, đến đó là người phụ nữ Samari bên giếng nước và người phụ nữ đã được Giê-xu cứu khỏi tội lỗi bị ném đá đến chết vì tội ngoại tình. Còn những phụ nữ giấu chồng mang tiền đi chu cấp cho Giê-xu và đoàn tùy tùng như bà Giana, bà Susanna thì ít khi được họ nhắc tới. Nhưng trong sách Tân Ước, có một nhân vật nữ quan trọng không kém hai người phụ nữ kia, đó là nàng Marie Magdalene xinh đẹp. Nhưng giáo hội họ rất ít nói đến nhân vật nữ này, ít nói ở chỗ người phụ nữ này chính là một kỹ nữ gái làng chơi, đã được Giê-xu trừ quỷ, và sau này trở thành vợ không công khai đi theo để nâng khăn rửa túi cho chàng. Trong Luca 7.37, ngay từ ngày đầu môn đệ Giê-xu đã ghi chép về người nữ này như sau. Một người đàn bà tội lỗi ở thành đó, nghe nói ngài đang ngồi ăn tại nhà người Pha-ri-si, nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Giê-xu mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân ngài, rồi nàng lấy tóc mình lau, hôn chân ngài, và xức dầu thơm lên. Wow! Xét về câu chuyện trên, chúng ta thử nghĩ mà xem, nếu một người lạ, trước khi muốn gặp Giê-xu đều phải kinh qua các môn để hỏi ý kiến Giê-xu trước. Sau khi được Giê-xu chấp nhận, người ấy mới có cơ hội tiếp cận được Giê-xu. Ở đây người nữ này tiếp cận Giê-xu một cách dễ dàng quá, quả là có mối thân tình không hề nhỏ phải không nào? Chưa nói, thời kỳ đó ở vùng đất Do Thái, người đàn ông họ thường kết hôn sớm, họ tuân theo những lời chỉ dạy trong Kinh Thánh, đó là các con hãy sinh sôi nảy nở, ra khắp đất, các con hãy như phấn, như hoa, khi có trái dừa các con hãy mang trái ấy đi cùng. Nói đâu xa, chính các môn đệ của Giê-xu trên bước đường theo thầy, một vài người trong số họ cũng dẫn vợ con đi cùng. Vậy ở đây Giê-xu có vợ, dẫn vợ đi cùng có gì sai đâu nào? Chẳng qua giáo hội Roma họ muốn tôn Giê-xu lên làm ông một ông trời con, nên họ cố tạo cho Giê-xu một vỏ bọc bề ngoài trong trắng hoàn hảo không tì vết. Do vậy khi đọc sách Tân Ước, chúng ta rất ít khi được nghe các thần học gia La Mã viết và nhắc tới những người nữ. Người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận. Khi Giê-xu bị treo trên cây thập tự có mặt khi ấy là người mẹ đã hết mực yêu thương mình và cả người vợ không danh phận của mình nữ. Họ là một trong những người thân cận nhất khi Giê-xu lâm nguy. Cho dù Giê-xu có đối xử tệ bạc với họ như thế nào, thì họ vẫn một lòng một dạ luôn hướng và dõi theo Giê-xu từng bước. Bấy giờ, khi đã gần đất xa trời, hình như Giê-xu có chút lay động quan tâm tới mẹ mình. Giê-xu nói với mẹ mình rằng, người này tức Marie Magdalene chính là con của bà. Sau này cô ấy sẽ thay thế tôi chăm sóc bà lúc về già. John 19.26. Cũng chính khi chết, người đầu tiên Giê-xu về báo mộng cho vợ giấu kín bấy lâu của mình, biết chứ chẳng phải ai xa lạ. Matthew 28.9. Một số người đọc phản biện cho rằng, người mà Giê-xu căn dặn ấy chính là môn đệ yêu dấu dân, nhưng thật sự người yêu dấu này chính là nàng Marie Magdalene chứ chẳng phải ai xa lạ. Tại sao lại là nàng Marie Magdalene mà không phải sứ đồ dân? Bởi vì khi Giê-xu chết, các môn đệ của Giê-xu ai nấy họ đều khiếp sợ. Họ sợ bị liên lụy tới mình nên ba chân bốn cẳng họ cao chạy xa bay tứ phía. Lúc đấy lấy đâu ra mà còn sứ đó dân nào ở đó nữa phải không nào? Với không ai dạy lại để cho một người đàn ông đầy sức sống đi chăm sóc mẹ mình. Khi ấy bà Mary ước chừng cũng chỉ ngót nghét tầm 50 tuổi, cái tuổi hồi xuân. Nếu những sách tái dịch sau này mà quý vị đọc thấy họ có ghi môn đồ dân nào đấy chăm bà Mary, thì đó không phải là thật đâu nhé. Đó là ý người họ cố tình xen vào, họ cố tình dịch sai đi để đánh lừa người đọc mà thôi. Do vậy, khi xem qua nội dung bài viết ở trên thì chúng ta kết luận, Marie Magdalene chính là vợ không công khai của Giê-xu một cách chính xác. Những phủ nhận và ghép tội ngộ giáo của giáo hội Kitô La Mã là theo tư dục riêng của họ, không phản ánh đúng thực tế.